Huy ở đây không nhỉ? Huy à, Huy kìa rồi. Chào Minh. Nghe thấy. Thầy dạy này sức khỏe giữ gìn đấy ạ? Bận không? Ừ. Hả? Bận không? Em bận kinh khủng anh ơi, đang dự án đau đầu quá. Đâu đâu à? Đang triển khai dự án à? Và chấm thầu Ừ. các kiểu, bây giờ chơi cả chấm thầu. Chấm từng thứ Thầu á? một. Và Có chứng chỉ chưa? đã, thế thì có rồi này. Trên hôm ở, trước là ở Mobi có rồi. Đấy. Đây chấm chấm câu chấm cùng mấy ông, câu chấm cùng mấy anh. Bao Chứng thứ chỉ nó để no. chứng chỉ có từ hồi trước à? Hồi em làm Mobi thì À có rồi. hồi đi học này Còn mà. nó từng được thể tính từng đồng một, từng thứ một, từng thông số kỹ thuật một khó, rồi trình lên cái ban hội đồng kỹ thuật nữa để người ta duyệt như thế, nhưng vất Anh phải vả. chấm lên khoảng mười mấy bộ hồ sơ đấy. Làm bên A thì kiểu gì cũng có dự án mà. Và Vâng. kiểu gì mình phải làm. Hệ thống mình quản trị kiểu gì, nếu mà nâng cấp thì mình kiểu gì mình phải làm là lần cuối. Cái này là thay mới hoàn toàn đấy ạ, là nằm mới Ừ. hoàn toàn luôn, Trang bị mới á. trang mới hẳn luôn. Hệ thống gì đấy? Hệ thống PKI, cả trang nâng cấp hệ thống e-banking. Đợt này anh thấy là các ngân hàng nó nâng cấp hệ thống core banking rồi các thứ hệ thống phụ trợ của banking nhiều nhỉ, chuyển đổi số nhiều nhỉ. Vâng, em thấy chỗ em có đầu tư đó, đầu tư Cuộc khoảng mỗi đua có năm. vẻ không đẹp đấy nhỉ. Mỗi năm đầu tư bao tiền mà tôi cũng không tin. Sắp tới những cái ví dụ như là giao dịch viên ngân hàng có khi là nó loại bỏ bớt đấy nhỉ. Vâng, bây giờ chuyển số hết. Giờ các giao dịch cái thứ tiết kiệm thứ bắt đầu online dần dần rồi. Thì đang quen rồi. Mỗi cái sợ online là khi sợ mất mã số liệu nhỉ. Vâng. Còn cái giấy kia thì dù sao nó cũng, có phần chắc chắn hơn. Bao giờ nó phải xóa bỏ quan điểm đấy cơ. Cái chỗ em hệ thống như kiểu có nói kiểu là nó to, nó chia làm các tầng DB, xong có một ông làm DB riêng riêng, nhưng mà các cái ông làm khác cũng phải biết về, cũng phải có cái account để vào DB để quản trị, là một cười thế nhỉ. Là Ừ. nào làm all in one vậy, All in one tức là làm tất cả một phần à? là không tất cả, nhưng mà cũng phải biết đến phần đó, ví dụ có sự cố về hệ thống nào thì phải can thiệp vào này, để biết lỗi lỗi nó như nào. Cái phone này thật cái đầu còn gì nữa à? Vâng, giống giống ít lúc rồi em không biết gì đâu. Tức là nó sẽ không chuyên văn hóa đúng không? Không chuyên DB, không chuyên system, không chuyên chia security cái thứ như bây giờ đúng không? Có chỗ nó cũng đang chuyển sắp tới thì đã chuyển hẳn thành ban công thông tin, tức là cái nó xóa xóa sổ của trung tâm công thông tin của Ray luôn, nó bây giờ chuyển thành ban luôn rồi. To ban to dạ. Chỗ đấy anh Hoàn bây giờ làm vị trí gì vậy, trưởng phòng à? Anh Hoan là gì? Ở anh Hoàn đấy. Anh Hoan là đang có phòng đấy. Có phòng à? Cái anh trưởng phòng là anh béo béo đúng không? Anh gì béo béo nhỉ? Phải không? Phòng anh Hà. À đúng rồi, vẫn Đông Hà. Thế lâu lắm rồi đấy. Ôi, thầy triển khai cái KPI bên đấy thì ông Hoan thì mới vào. Ông Hà thì vẫn trưởng phòng. Anh Hoan là xem đấy. À? Ông ấy xưa nào ở trên bộ công an hay sao? Chả biết xem Nhất vào sau giới thiệu qua tí em ơi. Nghe được không? Em có nghe được không? em được anh ơi, anh nghe được Ừ. em không? Ừ, nghe được, nghe to. Vâng, thôi trong khóa học thì vẫn chào thầy và chào các bạn. Thì mình Ừ. nhất thì sinh năm 88, thì chắc là giờ vào từ buổi đầu tiên này, thì gì có không hiểu thì nhờ thầy và mọi người hỗ trợ thêm. Ok, rồi.
Hình như Việt chưa có vào, chưa Việt hay sao nhỉ? Chưa thấy Trần Tuấn Việt vào nhỉ? Đây gọi chờ Việt vào tí. À đây rồi, Việt vào đi, Việt giới thiệu qua đi về đây. Đã rồi, Việt nghe được không? Nghe được rồi. Ừ. Em vào sau giới thiệu với mọi người tí. Chào anh em, mình là Việt. Mình sinh năm 86, chắc là cũng lớn tuổi rồi ấy. Nhưng mà hiện tại đợt vừa rồi thì mình có được giao nhiệm vụ canh mấy cái DB như thế này này. Thì đang muốn là học hỏi thêm anh em. Có gì nhờ anh Bình với cả các anh em giúp đỡ. Ok rồi, cảm ơn Việt. Thế vào sau thì xem lại một số cái video của mấy bài trước nhá, nó cũng mới được đi được tầm khoảng 4 bài thôi. Ok. Dạ Thì có vấn đề gì thì hỏi anh nhá, hỏi anh cũng như mọi người nhé. vâng. Dạ Ừ. vâng. Rồi trước khi đi vào bài mới thì thầy kiểm tra lại bài một chút liên quan đến bài hôm trước. Hôm trước thì mình học mấy các cái công cụ thì cũng nói rất là kỹ rồi. Thì quen đi còn lại công cụ thì khi mà quản trị cơ sở Oracle Database ấy, thì mình có những công cụ như sau này. Sau khi mình cài xong Database nhé, cài thì chắc là một số người cũng đã bắt đầu cài thì mọi người cố gắng cài nhé để cho nó quen nhé. Thì sau khi mà cài một lần hoặc hai lần hoặc là lỗi thì cài lại thì mọi người sẽ thấy rằng cái việc cài nó cũng không khác gì nó như kiểu mình cài Office thôi. Cái cài khó nhất sau này khi mọi người triển khai ấy, thì đó là cái phần mà liên quan đến phần bật cái giao diện lên. Thì bật cái giao diện lên thì nó có rất nhiều cách để bật giao diện lên. Bật giao diện để mình gõ cái ví dụ như là run installer hay là grid setup ấy. Đấy là bật giao diện lên để mình nhấc nhấc cái thứ ấy. Đấy. Cái đấy khó. Trước khi mình bật giao diện lên thì mình có setup các cái tham số mà Oracle cáo. Các tham số này thì các cái gai trên mạng này cơ bản nó cũng làm theo cái đấy, hoặc nếu không thì mình mọi người có thể gọi có cài cái gói ví dụ pre-install bản 11G, 12C hay 19C chẳng thế. Thì nếu mà pre-install thì nó yêu cầu nó phải có mạng internet thì nó mới có thể cài cái tưởng tượng như thế được. Đấy thì nó sẽ tự động setup cho mình. Thì kể ra nó cũng có mấy cái bước thế thôi. Ngoài ra còn cài các gói cần thiết để cho database nó hoạt động ổn định. Các tham số này thì mọi người phải setup cho đầy đủ nha, nó cũng có mấy bước thôi, vì vào sửa mấy file thôi là mình có thể là xong. Sau đó là mình sẽ biết đến bước mà mở giao diện. Bật giao diện này thì mình mà có máy ảo thì mình vào trực tiếp máy ảo này mình nhìn, sau đó mình ấn ví dụ mình gõ Run Installer, trước đó mình có thể là export biến môi trường display đấy. Thì có những lúc mà mình không thể vào trực tiếp được máy ảo được thì như đấy mình phải dùng công cụ sau. Thứ nhất là dùng SQL CRT và Putty hoặc Putty nhá, cộng với lại một công cụ này hiển thị giao diện nó là Xmin chẳng thế. Công cụ thứ hai là Mobile Term. Trong cái Mobile Term ấy thì nó còn rất nhiều công cụ của Mobile Term ấy, mọi người vào phần tool của nó ấy, thì nó sẽ có cái công cụ đấy. Công cụ này thì đảm bảo bật được 100% giao diện. Công cụ thứ ba mọi người có thể dùng đó chính là cái Excel. Excel là X-Manager khi mình cài lên đấy. Công cụ thứ tư thì mọi người có thể bật giao diện ấy, nó là VNC. VNC thì nó công cụ xuyên suốt khi mà cài kiểu hành AX hay là hình Solid chẳng thế thì nó thường dùng cái VNC để nó bật giao diện. Cái việc mà dùng cái VNC thì nó có còn chức năng như này này, khi mình đang chạy một cái chương trình nào đó trên máy chủ ấy mà cả của mình nó bị mất kết nối chẳng thế thì mình vẫn có thể là lần sau mình vào được cái VNC đấy mình chạy lại được. Cứ có một bước gì đó chạy lâu ấy đấy thì vào chạy được. Còn với các trình giao diện khác ấy thì đang chạy mà giả sử như terminal của mình có vấn đề ấy, hoặc là mình kết nối từ
máy của mình đến cái con server đấy có vấn đề ấy, thì nó mất giao diện là coi như cài của mình bị lỗi. Đấy, do đó cái VNC là cái đáng để cài, nó có thể cài trên bật, nó chỉ cần bật cái VNC trên cái máy máy Linux, máy Unix hoặc là máy Solid. Nó sẽ có cái cổng mở là 5901 5900 đến 5910 chẳng hạn thế. Ví dụ mình bật trên cổng 2.3 thì nó là 5903 nhé. Thì do đó là khi mở firewall sau này khi triển khai ai triển khai thì phải chú ý phần đấy. Đấy thì bật giao diện thế. Sau khi bật giao diện xong thì mình sẽ có các cái bước đánh theo cái hướng dẫn thôi, theo guide thôi. Thế là xong. Sau khi mà ở đây nó cài có hai cái option cài, đó là cài chế độ cài software. À, sau đó mình sẽ tạo database riêng bằng công nghệ DBCA hoặc là mình cài luôn, tạo database luôn. Đấy. Sau khi cài xong thì nó có sẵn đầy đủ tất cả mọi thứ cho mọi người. các công cụ mà mình hỗ trợ mình quản trị ấy, thì hiện tại bây giờ nếu mà DBA thì là tốt, công cụ tốt X thì đó là công cụ gần như là tốt nhất trên thế giới rồi. Đây để thầy show cho mọi người nhé. Có chưa? Màn hình 2. À, tốt. À, trước đó là máy ảo với Virtualbox nhé. Virtualbox ai vào sau thì xem lại cái việc mà tạo máy ảo nhé. Thầy đã tạo sẵn cái máy ảo rồi. Mọi người chỉ cài với Virtualbox xong rồi import cái phần file máy ảo của thầy vào theo các hướng dẫn mà đã có trong cái phần đấy đấy. Trong cái phần đây này. Các ai vào sau thì xem lại cái phần này nhé. Xem lại các cái bài ghi chú này theo từng bài một đấy. Dựng lab này, khai giảng buổi 1 với 2 3 vân vân. Đấy. Thì tốt. Tiếp theo nữa là Navigator là công cụ mà mọi người hay dùng để sửa code các thứ. Cái này thì ngày xưa bên FPT Fix hay triển khai cho các bên, người ta hay dùng cái SQL Navigator này để người ta có thể sửa. Và công cụ nữa là để sửa code nó là PLSQL. Một công cụ để vừa quản trị vừa sửa code mà Oracle nó đưa cho ta cho mình ý, đó là SQL Developer. Thì công cụ nào hay? À, mỗi công cụ này nó có cái hay riêng. À, ví dụ như là thằng tốt nó không có cho có cái màn hình hiển thị về monitor trực quan như thằng thằng SQL Developer. Tất nhiên là có phần tốt Finder đấy nhưng mà nó không hay lắm, trông nó không được trực quan lắm. Thì cái thằng SQL Developer thì nó tương đương như kiểu cái phần giao diện mà lúc trước mình vào giao diện nó bị lỗi Enterprise Express thì bởi vì nó hết cái này hết, bây giờ nó không support được rồi, không support phần Express nữa. Thì các cái giao diện đó thì kể ra Cloud Control nó đều có hết. Và khi sau này mọi người có để quản trị nhiều database ấy, nhiều là bao nhiêu, ví dụ như hai mấy chục database chẳng thế, thì lúc đấy là sức người có hạn rồi, thì lúc đấy mình phải dùng thêm công cụ. Dùng thêm công cụ thì mình sẽ phải nghĩ ngay đến công cụ là Cloud Control nhé. Còn cài Cloud Control lên thì nó ép tất cả vào Cloud Control thì quản trị được tất cả những thành phần, ví dụ như database có thể quản trị được server server đấy, ví dụ xem là phần để có cái lỗi gì phần cứng không, hay là có cái phân vùng nào nó gần đầy không. Nó đều cảnh báo trên, hay là đĩa tốc độ đĩa quay nó có gì bất thường thiếu đều có thể quản trị được. Và các cái sản phẩm ví dụ như middleware, web logic hay là Tomcat vân đều có thể quản trị được trên Cloud Control. Rồi các cái sản phẩm của Oracle ví dụ như ERP hay là PeopleSoft các thứ đều quản trị được hết đấy. IZEA nữa, nếu mà không có công cụ riêng, một số bên mà có điều kiện thì người ta có thể là có công cụ chuyên dụng như Postal hẳn thế, thì cũng là một cái sản phẩm rất hay để quản trị tổng thể cái giải pháp công nghệ thông tin đấy. Đấy là về công cụ. Tiếp theo nữa là cái bài liên quan đến database instance ấy. Cái database instance thì thông thường là khi mà start lên thì mọi người hay có câu lệnh gì? Giả sử máy chủ chết mà nó bị hay là lỗi gì đấy nó bị shutdown instance ở đấy, hay là một cái bug nào đó nó làm cái instance thất shutdown, thì khi gõ cái câu lệnh để có thể start lên thì mọi người hay gõ câu lệnh gì? Startup. Start. À, trong quá trình startup ấy, thì mọi người mở thêm một cái cửa sổ alloc. Alloc có để làm gì nhỉ? File alloc ấy. Theo dõi các thông tin các file lỗi, Ok thông rồi. tin bị lỗi. Tất cả những cái thông tin mà của database ấy, mà đại loại nó có cái phần mà một là thông tin chạy của database, hai là các cái lỗi nó đều hiển thị ra analog hết.
Thì khi mà nhìn AIOps, mọi người nhìn quen rồi thì mọi người có thể là biết được từ đó là nó phát sinh những cái lỗi gì. Mà thông thường các lỗi của Oracle thường lỗi là dạng sẽ dạng ORA, ORA mà sau đó mình lấy cái ORA đấy, nó lúc đầu nó mô tả ngắn gọn mình chưa hiểu ấy, mình vứt ORA lên Google là mình biết ngay cái cách fix luôn đấy, cái cách fix những cái lỗi như thế. Ngoài ra là làm chuyên dụng thì sẽ có cái tài khoản Oracle Support, thì mọi người sẽ vào cái tài khoản Oracle Support ấy để tra những cái lỗi, để tra những cái giải pháp mà Oracle khuyến cáo cho mình, cũng như là down pet. Thì hiện tại bây giờ mọi người khi mọi người làm thì chắc chắn là sẽ phát sinh nhiều, thì sau này nếu là xử vướng cái gì liên quan đến pet hay là phiên bản ấy, thì có thể là nhờ thầy hỗ trợ, thầy thầy down rồi thầy up lên cho mọi người down down về. Chứ người thường thì chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ có tài khoản Oracle Support. Tài khoản Oracle Support có khi nào, khi mua license của Oracle, mà license của Oracle thì khả năng nó hơi đắt. Một cái license của Oracle Database thì nó rơi vào tầm khoảng 49.000 đô rồi. Nếu mà sản phẩm mà chạy rách 49.000 đô là một core nhé, bản thẩm chạy rách thì nó tính thêm cái license của rách nữa, nó rơi vào tầm khoảng gần 70.000 một một core cơ. Mà một database bây giờ thì mọi người chắc tính, nếu data database thì thường database Oracle thì nó là cái dữ liệu quan trọng rồi, mà database cũng là quan trọng rồi, thì best cũng phải tầm từ 8 core đến 10 core, thì khi đó cái chi phí đội lên nó nhẹ nhàng, nó phải 400.000 đô, đúng không? 400.000 đô. Thì cái bài toán liên quan license thì cái này thì thông thường là mình sẽ phải làm việc với sale của Oracle, mình deal cái số lượng core mình mua cho phù hợp đấy, chứ không 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 hầu như không ai mua hết cả, cả các doanh nghiệp lớn cũng nhỏ là không ai mua hết cả, mua chỉ mang tính chất tượng trưng thôi. Còn nếu mình không mua mình dùng có sao không, thì không dùng thì cũng chẳng sao cả. Vấn đề những doanh nghiệp lớn mà kinh doanh ra nhiều tiền, doanh thu lớn thì chắc chắn là bị sẽ bị Oracle nó audit, không mua ít sẽ mua nhiều đấy, chứ sao gì phải mua thôi. Mà cái hành vi mà mình làm lab, mình dùng sản phẩm Oracle mình làm lab mình học thì không sao, nhưng mà hành vi mà dùng sản phẩm mà kinh doanh là sai pháp luật đấy. Sản phẩm kinh doanh mà không mua license của nó, không mua license của nó là sai pháp luật đấy. Rồi khi mà start lên thì nếu là sử mình muốn start qua từng cái giai đoạn ấy, thì thông thường mình sẽ start bằng những cái câu lệnh nào? Rồi đầu tiên đi, start up no mount đi, là cái giai đoạn đầu tiên. Giả sử mình đã có một cái file ST5 rồi, hoặc là một cái file P5 rồi chẳng thế. Bây giờ mình start no mount, thì cái start no mount thì là nó sẽ thực hiện những cái thao tác nào? Mọi người xem lại cái tài liệu Đấy, thông tin của con chân sai ạ. xem. À, control file chưa 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 đấy, thông tin của control file. Bây giờ bước là startup no mount trước em ạ. No mount thì bây giờ nó sẽ đọc cái p file đúng không? Đọc p file thì bắt đầu nó có những thông tin quan trọng như kiểu SGA là bao nhiêu, PGA là bao nhiêu, hoặc là memory là bao nhiêu, đúng không? Sau đó nó sẽ ngoài các thông tin kia ra thì nó sẽ khởi tạo các cái background process đúng không? Khởi tạo các background set, hôm trước có nhìn thấy màn hình đấy, nó sẽ khởi tạo các background process. Khi khởi tạo xong background process thì nó sau đầu nó sẽ đến cái giai đoạn là open cái analog lên để bắt đầu nó ghi các cái thông tin hoạt động của database vào, đúng không? Đến bước no mount này thì tiếp theo là để có thể là thêm một bước nữa là bước mount chẳng thế, thì nó phải có control file đúng không? Sau này mọi người sẽ học cái bài liên quan đến việc restore lại control file nếu bị mất, đúng không? Hoặc là đi khi mọi người khôi phục lại cơ sở dữ liệu thì đến cái bước mà mình phải có cái control file ở đấy, đúng không? Control file thì nó lấy ở đâu? Nó mình sẽ phải có lấy từ bản backup ra. Trong cái bước start no mount này thì giả sử thông thường database của mình nó sẽ có bốn cái dạng file đúng không? Bốn cái dạng file tham số. File tham số thì nó chia thành hai loại lớn là server parameter file, cái SV file, và cái nó là dạng binary. Còn cái loại thứ hai loại là B file, loại text text là mình nhìn thấy rõ.
Đấy thì cái FP file thì nó có hai loại, một loại là FP file xong nó thêm cái hậu tố của nó SID vào chmora. Cái loại thứ hai là SD file chmora. Nó tìm được từ trên dưới nhá. Tiếp theo loại thứ ba là init SID chmora, và loại thứ tư là init chmora, là bốn loại nó tìm được trên dưới. Không có một trong bốn cái file đó, không có cả bốn cái file đó thì nó sẽ báo lỗi. Còn có một trong những cái file đó thì bắt đầu sẽ khởi tạo lên. Mà khởi tạo lên thì nếu là sửa mình cấu hình mình không thay đổi cấu hình gì nó đặc biệt thì thông thường mình sẽ start mount được. Bước tiếp theo là bước startup mount, thì bắt đầu nó sẽ phải tìm đến control file đúng không? Control file là các cái thông tin của database, ví dụ SCN là bao nhiêu, encoding là gì, đường dẫn của các cái redirect file hay đường dẫn của các cái data file đúng không? Thì sau khi mà đọc hết các cái thông tin của control file thì bắt đầu nó sẽ là startup mount được. Sau khi mount được xong thì bắt đầu đến cái bước mà nó open. Qua cái đấy thì nó sẽ các công lệnh bình thường như enter database mount, enter database open. Khi mà enter database open mà trước đó mình shutdown bot hoặc là phần cứng của mình chết đột ngột ấy, thì Oracle nó sẽ thực hiện một cái thao tác gì đặc biệt ngoài việc mở các data file ra. Mình nhớ lại xem, khi mà start up để open lên mà trước đó là mình shutdown abort hoặc là máy chủ của mình chỉ bị chết đột ngột, thì Oracle sẽ nó sẽ làm một cái việc gì đó trước khi mà có thể là open được các data file ra. Cái việc open data file nhưng trước thì bảo là nó tương tự như kiểu mình muốn mở một file Word ra, thì đầu tiên mình phải open nó ra trước đúng không? Mình ký đúp và open ra trước thì bắt đầu mình mở file Word ra, mình bắt đầu soạn thảo các thứ được. Thì database nó cũng tương tự thế, nhưng mà nó là lưu trữ được mà. Đấy. Oracle sẽ thực hiện cái việc recovery để Rồi, chính xác, đồng nó nhất là cho cái recovery. scan ạ. Nó sẽ thực hiện recovery. Mà recovery này do tiến trình gì nó hoạt động? Tiến trình background process gì? Hình như là Pmon. PMOL là process monitor. Process monitor thì chuyên xử lý các process thôi. Pmon. Nman ở Nman là system monitor, là sử dụng cái system monitor để nó thực hiện việc khôi phục lại những cái dữ liệu nào mà đợt trước, ví dụ như trong trong data buffer cache mà nó đã commit rồi mà chưa kịp ghi xuống data file ấy. Nhưng trước thì tính toán ví dụ data buffer cache của nó nhiều khi có dung lượng của nó mấy chục ghi, nếu với database mà phần cứng 100 ghi, do đó cái việc mà nó ghi trễ thì nó bình thường, nhưng việc ghi trễ nó có mất path dữ liệu hay không thì nó là câu trả lời là không mất, bởi vì tất cả các thông tin này mình đã lưu ở trong cái relocate rồi. Mà relocate thì theo nguyên tắc của nó là mình đã thiết kế cho hai nơi rồi đúng không? Nhưng mà trường hợp mà đen mà mất relocate thì nào, hay là hỏng mình lưu không chuẩn hay thiết kế không chuẩn là thế, nó lỗi xong là lỗi mất luôn cả relocate thì nào, thì đó là trường hợp mất dữ liệu, mình phải chấp nhận mất dữ liệu. Sau đó mình sẽ vét dần dần thôi, tới đâu thì mình sẽ còn được mất thì còn bao nhiêu thì mình sẽ vét được dữ liệu từ đấy. Do đó cái relocate là cái quan trọng đúng không? Cái relocate này mọi người hôm trước mọi người đã nhớ rồi đúng không? Online relocate thì nó ghi những dữ liệu từ relocate buffer xuống, nhiều khi là 1 ms nó ghi xuống đổi hay là 3 giây nó ghi xuống đổi đúng không? Tức là nó ghi liên tục xuống. Thì do đó cái vùng mà online relocate này cũng là cái vùng mà cũng phải tốc độ cao nhé. Tốc độ cao ở đây là một là còn FC. FC là ổ cứng 15.000 vòng nhé, hai là SD nhé. SATA thì nó sẽ chậm, bị nghẽn. Sau khi mà nó thực hiện recovery này, cái này recovery này thì mình không làm gì được đâu. Nó cứ thế nó túc tắc, nó thực hiện nó cần cái gì thì nó làm, mình không làm gì được đâu. Nhiều khi nó chậm kệ nó thôi, mấy năm 2 phút thì kệ nó không hối được cái gì đâu. Mình đừng có làm gì cả. Sau khi làm xong thì bắt đầu là tất cả các cái file được thống nhất về một số SCN chuẩn rồi thì bắt đầu nó sẽ bật database bằng cách là nó open tất cả các file lên và open các cái online relocate lên để cho mình hoạt động, mình làm việc. Đấy. Rồi, hỏi lại mọi người cái liên quan đến cái phần kiến trúc.
thì cái phần mà kiến trúc của cơ sở dữ liệu nó có cái back gọi là cái memory các thành phần của bộ nhớ đúng không? Ví dụ như data buffer cache này, reload buffer này, share pool này, lag pool các thứ, thì nó giao tiếp với cái các cái file vật lý, thì thông qua các cái ở tầng lớp giữa thì nó gọi là gì? Tức là người dùng người ta không thể trực tiếp vào các cái data file của Oracle để người ta sửa trực tiếp dữ liệu như nó được đúng không? Hay người ta không thể mở cái con cho hai này người ta ghi dữ liệu vào được. Hay là reload cũng thế, người ta không thể mở được các cái file đấy, nó được được cái rồi. Nó được mã hóa rồi thì mình không có công cụ nào để mình mở ra mình sửa cả. Mình thao tác tất cả qua cái công cụ và qua từ công cụ đó nó sẽ đẩy memory đúng không? Từ memory mà muốn đẩy xuống các cái file vật lý phía dưới. Từ data file này, control file này, reload file này. Đúng không? Ở cái lốc thì nó có một tầng giữa, thì mọi người xem lại cái tầng giữa thì nó gọi là tầng gì? Nó gọi là background process nhé, tầng giữa gọi là background process nhé, các cái gọi là tiến trình nền nhé. Ví dụ như là để ghi cái dữ liệu từ cái data buffer xuống thì nó dùng database writer đúng không? Khi lock buffer xuống cái file thì nó dùng lock writer đúng không? Khi các khi mà nó checkpoint thì nó ghi cái thông tin vào cái control file thì nó dùng cái checkpoint để đẩy dữ liệu vào cái lốc nó cũ rồi, nếu không nó bị đi đè mà thì nó sẽ đẩy ra cái thì dùng archiver nhé. Đấy là gọi là tầng giữa, tầng background process các tiến trình đúng không? Và ngoài ra là khi mà mình bật rồi tiếp theo là đến đến gọi là bật nhá. Còn shutdown database. Cái thao tác này thì mọi người phải nhớ và hiểu kỹ như lòng bàn tay, là nếu mà có điều kiện làm thì làm nhiều. Thực chất là có những người khi mà vận hành vào hệ thống nó ổn định và hệ thống production ý, thì cái việc bật tắt database không có mấy, không phải làm mấy đâu, bởi vì hệ thống nó ổn định ít khi phải làm, nhiều khi cả năm trời mình cần xin đi đi tắt một lần, xin đi lại tắt một lần để cho nó giải phóng các cách đi, hoặc nhiều khi có hệ thống bên thầy mấy năm chả đi tắt, nó chạy ổn định mà chả có vấn đề gì phát sinh, 4 năm 5 năm chả phải đi tắt một lần lần nào. Nhưng có những hệ thống mà nhiều khi 1 năm 2 năm mình phải đi tắt rồi, mình có khi phải 6 tháng. Rồi shut down, đến giờ shut down thì thông thường mọi người sẽ dùng công lệnh shut down gì? Tuyên là tuyên rồi. Tuyên có đây không? Mọi người xem bật camera lên cho thầy xem nào. Dũng biết không? Dũng nhớ không? Có cái trả lời bừa đi, toàn con trai với nhau cả, chết khóa này không có con gái nào cơ. Còn chưa Mình được dùng cái shutdown. câu lệnh là shutdown Intermediate Unit. Đúng rồi, chính xác. Nó là shutdown Intermediate nhá. Nhưng có những trường hợp mà shutdown Intermediate hệ thống mà em nhỏ, hệ thống test em gõ phát nó chạy luôn. Nhưng hệ thống to của nó không xuống được. Nó không thể shutdown được, hàng tiếng nữa rồi nó không xuống đâu. Thì mình dùng thêm cái shutdown cơ bot Khi nào dùng shutdown bot? Sau bao nhiêu lâu? này. Sau tầm khoảng 1-2 phút. Thường là tầm khoảng 1 vài 3 phút thì thế để cứ 3-4 phút gì đấy. Vâng. Thì các cái thông tin nó tức là khi mà em thắt shutdown imminent thì nó đã gửi cái tín hiệu là checkpoint rồi. Nó đã ghi xuống rồi. Thì 1 vài 3 phút thì nó ghi cũng dữ liệu cũng tương đối là nhiều rồi, nó ghi gần như kiểu ghi ghi cố dữ liệu xuống, test xuống. Cái nào mà chưa ghi được thì mà mình lại gõ không lại shutdown bot thì lúc sau nên thì nó sẽ recovery lại một ít, nó chẳng đáng kể, rất nhanh thôi. Không không dùng câu lệnh shutdown bot luôn nhé. Rồi khi mọi người làm hệ thống crack, mọi người phải chú ý này, hệ thống crack
không bao giờ được tắt, tắt cả hai nốt nhé, không bao giờ tắt hai nốt trừ trường hợp đặc biệt. Đặc biệt đây có nghĩa là mình đặt bật bật chế độ OK lock ấy, thì mình phải shutdown cả hai nốt thì mình mới bật được. Còn tất cả các trường hợp khác mình phải làm cho từng nốt một nhé. Nó có ưu điểm như này là khi mà một nốt chết mình bật nó không lên chẳng đấy, cái việc bật nó không lên có hay không nó có thể phát sinh, nhưng mà nó nếu hệ thống đang chạy bình thường thì ít khi nó sẽ phát sinh những cái lỗi. Có thể là trong quá trình mà mình thay đổi tham số ấy, mình thay đổi tham số rất nhiều nó loạn cả lên chẳng đấy, đúng không? Bây giờ đến lúc mà mình start lên là bắt đầu nó nhận các tham số đấy, nó không nhận chuẩn ấy. Thì lúc đấy mình phải mất công mình ngồi mình fix giết sửa giết cái thứ nó mất công nên nó bật được chưa lên, và mình ngồi mình chậm lại một tí mình xem lại cái lỗi gì sau mình fix nó sẽ lên. Tốt nhất là mình cứ làm từng nốt một. Trường hợp bí thì rách nó có hai nốt thì nó vẫn còn một nốt để chạy, xong rồi trong thời gian đấy thì mình sẽ fix dần dần nốt kia. Và trường hợp nếu mà không được thì bắt đầu là phải có những cái phương án, ví dụ như là một là drop nốt đấy đi để add lại, hai là khi cũng có thể phải cài lại, nhưng trường hợp đấy ít. Nó cả nếu mà chúng ta cài chuẩn thì cái việc mà bật lên nó sẽ lại ít có rủi ro. Đấy, khi bật xong nốt này rồi thì bật nốt kia thôi, cứ giúp tắt thế. Kể cả cái việc mà mình reboot server, cái việc reboot server là cái mà thường xuyên khi quá trình vận hành mọi người sẽ làm. Mà nếu là mà phần cứng mọi người mà mới ấy, thì cái việc reboot server thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà khi mọi người mà phần cứng mà hệ thống nó quan trọng core, mà hệ thống lại là quan trọng nữa, thì nhiều khi reboot server nó không nên, cũng đau tim lắm. Thực sự thế đấy, nó không nên, OS nó không nên nổi. Cũ là bao nhiêu? Cũ thì nó phụ thuộc vào thứ nhất là cái máy đấy nó chạy có nhiều hay không. Hai là cái phần cứng mình mua là gì. Dell HP thì đương nhiên là cái hàng này là hàng bình dân rồi thì không nói. Hàng xịn thì là nó phải dòng IBM hoặc là dòng của Oracle. Nhưng mà một cái giá nó cao. Đấy, khi shutdown xong rồi thì sẽ tự bật lên thôi. Theo các bước như kia. Rồi trong quá trình mà mình vận hành ấy thì có những lúc mình cần thay đổi các cái tham số về bộ nhớ. Trong một cái nguyên tắc về bộ nhớ như này, mọi người cần chú ý một nguyên tắc của nó, bộ nhớ như này nhé. Nếu database của mình có 10 phần thì bộ nhớ ở đây gồm SGA, PGA chứ, thì mọi người cố gắng để cho nó khoảng 8 phần đến 9 phần thôi. Còn lại là 10% để cho nó chạy OS rồi chạy các thành phần khác nhé. Ví dụ 100GB thì mọi người sẽ để max là 90GB thôi. 90GB ở đây thì mình sẽ phân phối 80GB hoặc 90GB tùy nhá, phân phối cho SGA và PGA bao nhiêu. Nó có hai loại, nó thường nó sẽ có hai cái loại database, có thể ba luôn ý. Một là OLTP. OLTP là các giao dịch nhất là nhanh. Nhanh ở đây là bao nhiêu? Nhanh ở đây có nghĩa là 1 giây, 2 giây hoặc là nhỏ hơn 1 giây, tức là giao dịch rất nhanh. Có những giao dịch nó luồn lách qua nhiều hệ thống thì nó sẽ lâu hơn, nhưng mà mỗi một cái thao tác thực hiện tại database của mình nó cũng rất nhanh, 1-3 giây thôi. Còn OLTP, cái loại thứ hai là database dạng data warehouse, tức là dữ liệu lớn đặc trưng của nó thì khi lớn lắm, như bên viễn thông có hệ thống là cả 1000 TB, hệ thống liên quan đối soát là cả 1000 TB chẳng thế, online nó cũng phải tầm 200 TB, rất là lớn như thế, thì có nghĩa dữ liệu lớn. Nhưng tất cả các dữ liệu lớn đó đều có một cái quy luật, đó là dữ liệu có dữ liệu lịch sử. Dữ liệu lịch sử có nghĩa là nó có thể lưu 10 năm hay 5 năm hoặc 3 năm đấy. Thì nhiều khi là cả một tháng của nó đã dung lượng của nó đã tầm khoảng 10-15 TB rồi, một tháng ấy, nhiều thế. Do đó là nhiều khi chỉ cần lưu nửa năm thôi thì nó đã rơi vào tầm khoảng 60 TB đến 100 TB rồi, rất là lớn như thế. Nhưng mà dữ liệu lớn như thế thì nó chỉ mất công thôi, nhưng mà nó vận hành của nó yếu lúc nó không khó, yếu lúc nó không khó. Những cái dữ liệu to đấy, database to thế nó không khó. Database nó khó thì nó phụ thuộc vào cái số lượng người dùng nhiều. Số lượng người dùng nhiều ở đây, người dùng ở đây là người dùng của database, người dùng gì? Người dùng của database là một, người dùng của phía ứng dụng là hai. Ví dụ như bên viễn thông Vodafone mình nhá, thì nó có khoảng 25.000 đại lý trên toàn quốc, mà mỗi đại lý của nó nhiều khi có khoảng một máy, nhiều khi có 4-5 máy, thì tính đi tính lại nó phải rơi đến tầm khoảng 70.000 máy rồi. Mà đồng thời gần như là nó chạy 24/24, nó gần như chạy 24/24, đêm nó vẫn có ấy mà, đêm nó vẫn có khiếu nại mà. Ví dụ như khiếu nại là mình vừa nạp thẻ xong đúng không, tự nhiên là hết tiền dạng thế thì nó gọi, mà số lượng thuê bao nó nhiều mà nó sẽ rất nhiều cái feedback, nói không, nhiều loại lắm.
đấy là một cái ví dụ rất đơn giản thế thôi. Còn các bên khác thì cơ bản nó cũng thế, cũng là có khách hàng rồi dùng cái dịch vụ này dịch vụ kia, trong quá trình dùng thì nó phát sinh những cái mà nó cập nhật trễ chẳng đấy, hay nó mất đồng bộ, thì hoàn toàn có những cái khả năng như thế. Cái loại thứ ba là loại live. Cái loại thứ hai là phục vụ cho việc báo cáo và ra cái đống đi test nhé, tức là hỗ trợ ra quyết định nhé. Đấy, hỗ trợ cho sếp đưa ra cái quyết định nó phù hợp. Cái loại thứ ba là loại live giữa hai thằng, vừa có database OLTP, vừa có các hệ thống dữ liệu lớn và chạy báo cáo. Thế loại này nó cũng là cái loại mà ở Việt Nam mình phổ biến, cũng có đây là phổ biến, ý là muốn gói hết vào một chỗ để mình vừa có thể là dùng các giao dịch online được, vừa có thể là dùng chạy báo cáo như được. Đấy. Thì những cái loại này là cái loại mà nó có thể nói là cũng khó chơi, bởi vì nhiều khi có những cái câu lệnh báo cáo là thế, nó chiếm tải rất là nhiều, mà chiếm tải nó sẽ làm time out các giao dịch online của mình. Đấy. Thì nó ba loại database như thế. Khi đó nhá, thì cái việc thiết kế cái SC của nó như này nè, với cái loại OLTP ấy thì mình thiết kế, mình đã sizing, giả sử sizing được 90 GB cho memory đúng không, mình sẽ sizing cho thằng SCA nó chiếm 70% và PGA là 30%, bởi vì các cái giao dịch mà nhanh ấy thì mình cần bộ nhớ rất nhiều. Bộ nhớ ở đây là xử lý tất cả trên memory, thì do đó mình thiết kế cho nó từ 70-80%. Còn các cái giao dịch mà ở phía process của mình làm thao tác là không nhiều, do đó mình chỉ cần để 20-30% thôi. 70-80% thì có nghĩa là mình để max cho nó là tầm khoảng 72 GB cho SGA, và còn lại là 72 GB với lại 18 GB cho PGA. Còn những cái giao dịch mà tất nhiên là OLTP mà lại số lượng process nhiều, thì khi đó là cái phần SCA mình phải giảm đi và PGA mình phải tăng lên. Đấy còn phụ thuộc vào process nữa. Rồi còn các hệ thống mà ví dụ như chạy dữ liệu lớn data warehouse ấy, thì nó thiết kế khác. Thì cái SCA của nó chỉ để khoảng 50% thôi. Còn lại là 50% nó đã thiết kế cho thằng PGA. Bởi vì thông thường là các hệ thống đó thì cái phần process của nó không nhiều process, nhưng mỗi process nó xử lý rất nặng. Do đó cái PGA mình phải để nhiều bộ nhớ hơn cho nó, để xử lý cái tạm đấy nó tốt. Còn cái loại line, còn database line thì nó cũng line thì chắc là thường là nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ là phục vụ các giao dịch online là chính, thì mình vẫn thiết kế theo cái 70-80 hoặc 20-30 nhá, quy tắc như thế nhá. Ngoài ra thì để quản trị database của mình thì mình có các cái view là DBA, ví dụ tiền tố là DBA ấy, DBA gạch dưới hoặc là user gạch dưới hay là own gạch dưới ấy. Thì nó là các cái thông tin của database để mình giúp mình quản trị nó dễ dàng hơn. Và thêm nữa là các cái dynamic burn view, thì tất cả những cái view mà để monitor thì hôm trước thì gửi cho mọi người cái liên quan đến cái việc monitor rồi, thì mọi người về dùng các cái view đó nhé để cho nó quen dần. Rồi liên quan đến phần mà các cái công cụ rồi bật tắt rồi quản trị các instance thì mọi người có câu hỏi gì không? Thầy cho em hỏi một câu, ví dụ trong cái bài lab mà ví dụ mà em tắt, ví dụ mà em dùng cụ lệnh init á, init mà em tắt hệ điều hành Kolanos, thì lúc này cái database của nó tắt, và nó tắt theo cái dạng nào vậy thầy? Nó tắt theo hệ điều hành đúng không? Em chạy dùng ý được tại em tắt gì? Yeah. Cái việc init bình thường em tắt nhá, thì nó sẽ có mấy câu lệnh này này. Một là init 6, tắt thì là em reboot. Em lúc thì em tắt luôn là em dùng init 0, còn reboot thì em dùng init 6. Thì nếu mà trường hợp mà em init 0 thì lúc này database của nó là nó tắt theo, là nó tắt ảnh hưởng như thế nào thầy?
Thông thường khi em tắt máy chủ hoặc là em reboot ý, thì cái database thì nó chỉ là như kiểu một bố set bình thường thôi, một bố set đặc biệt của mình thôi, một tiến trình, trong đó nó gồm rất nhiều tiến trình con, nó không tắt theo. Thì nếu ở sửa mà em gõ lệnh reboot ý, nó như kiểu mình rút điện ra ấy, thì nó sẽ không tắt các cái service đó, mà nó không tắt các cái service của hệ điều hành. Thì nguy cơ là khi bật OS lên thì nó có thể là không bật được. Do đó là không khuyến cáo dùng có lệnh reboot trên hệ thống production, hệ thống test cũng được. Trên production thì mình dùng câu lệnh nào? Trên production thì mình sẽ dùng câu lệnh i6. Câu lệnh này là câu lệnh mà xuyên suốt kể cả hệ điều hành Unix mình vẫn chạy được. Dụ solid AX mình dùng được hết, kể cả là hệ điều hành Linux. Trong này nếu mà dùng riêng về Linux thì nó còn thêm mấy câu lệnh nữa. Ví dụ như là shutdown trừ now, đúng không? Chẳng thế, đúng không? Thì nó cũng là reboot. Còn shutdown thì nếu các câu lệnh như này nhá, một là init 5. I5 là chạy xuyên suốt cho tất cả các cái hệ điều hành, kể cả Linux, AX hay là Solid, xuyên suốt nhé. Linux thì có thêm câu lệnh nữa là shutdown trừ hnow hoặc là i0 thì được. Shutdown trừ hnow thì mẫu là cái shutdown nhanh, nhưng mà nó cũng có tắt các cái service. Nói chung là nó chỉ có hai cái loại tắt hay loại reboot thôi. Một là cái loại mà nó sẽ ngắt luôn thì nó sẽ có cái tình trạng là nó sẽ không tắt các cái process đang chạy. Mình kiểu gì mình bật lên mình phải có các cái diamond, các cái process ngầm của OS mà, ngoài các cái process của Oracle ra. Thì nếu mà mình theo làm từng bước một, tức là mình không kiểu làm theo kiểu hung hãn reboot các thứ ấy, thì nó sẽ là tắt từng cái tiến trình một, thì nó sẽ an toàn. Khi bật lên nó sẽ an toàn, như kiểu nó đang làm dở công việc này ấy, thì nó làm xong phát thì bắt đầu nó kiểu đồng bộ hết tất cả mọi thứ rồi, thì sau khi bật cái OS nó sẽ rất là an toàn. Và khi mà làm database ấy, khi có database trên đó thì thông thường em mà gõ reboot luôn thì tương đương nó cũng sẽ down boot rồi, thì khi bật database lên kiểu gì nó phải recovery. Do đó là để an toàn thì em tắt từ từng bước một. Một là shutdown cái database hoặc là các agent lên. Nếu môi trường rách nhé, môi trường rách thì mình có thể là gõ câu lệnh là strvctl đấy, xong này stop database, database là xong. Hoặc là vào từng node mình shutdown image đi, hết node 1 rồi node 2, hết node 2 hoặc là hết node 2 node 1. Sau khi shutdown cái agent thì bắt đầu nó sẽ đến cái bước là shutdown cái grid infrastructure là vào root, vào bin, xong đó là crsn stop crs ấy, xong chữ f. Có mỗi chữ f này trong nhà cái quan trọng lắm ấy. Nếu mà sử mình không chữ f thì có nhiều khi mình gõ rất là lâu, cả tiếng không xong. Nhưng mà chữ f thì nó rất là nhanh, chữ f là fork. Nhưng mà chữ f thì nó có đủ ro gì không? Không đủ ro gì. Thầy gõ cái từ cái câu lệnh đấy chắc phải 1000 lần thì không, chưa có thể đủ ro gì. Nếu mà cài đặt chuẩn, không thấy đủ ro gì. F là fork thì nhanh lắm, nhanh hơn. Thằng kia nhiều khi nó đơ cũng chẳng nó xong. Nếu không có chữ F có nghĩa là cứ đợi. Nhiều khi nó gửi một cái tín hiệu này, nó báo là bây giờ thằng nó đốt này chết, nó này sẽ đào xuống có đồng ý không? Thằng kia đang nó muốn chuyển cái master sang thằng kia, thì thằng kia đồng ý bắt đầu nó về ấy. Còn F nó sẽ F luôn, F thằng kia luôn. Nó bảo là nốt này sẽ đào xuống. Còn là master không, thằng kia là do chị, thằng kia chị. Còn kia nó phải confirm với nhau là đảm bảo thành công, thằng kia nhận cái vai trò master thì bắt đầu này xuống. Sau khi tắt node 1 xong thì bắt đầu lại sang tắt node 2, đúng không? Tắt cluster node 2, xong reboot lại, nếu bắt đầu lưu cả hai máy chủ. Còn không thì làm từng tên từng máy chủ thôi. Mà lại thì nguyên tắc là em cứ làm từng máy chủ, nếu em muốn reboot, em đừng làm từng máy chủ thôi, đừng làm cả hai. Để trong trường hợp xấu nhất thì nó vẫn còn máy lên chạy. Bên này có trường hợp là bật cái thằng reboot cũng không lên. Tại sao phải reboot? Bởi nó chậm quá. Chả cách nào khác, chả tối ưu gì. Ngày xưa năm 2010 dùng cái giải pháp Sun Cluster, chưa dùng ADM đâu, dùng Sun Cluster trên hệ điều hành Solid. Nó chậm quá, database nó to, nó database của nó hồi đấy 10 khoảng 10T. Hạ tầng nó cũng vừa phải thôi. Chậm, nghiệp vụ xử lý cước cũng không làm gì được.
thì cuối cùng reboot, cuối cùng nó không lên. Cuối cùng lên xử lý như nào? Cho nó chạy một chân và cải máy mới, chịu, không xử lý được. Nó liên quan, lỗi liên quan đến file system của character, không thể xử lý được. Đấy, có những cái lỗi oan đó. Còn khi mà bây giờ thì mọi người dùng ADM nhiều thì nó sẽ mức độ an toàn cao hơn, nó ít khi lỗi lắm. Còn sang character bây giờ bên thầy cũng có một vài số hệ thống vẫn đang dùng, nó làm lỗi nhiều lắm. Thời gian tới, một vài tháng tới đang có dự định để bỏ đi rồi. Nên mình có ai dùng Sun Hunter bao giờ? Tuyên có bao giờ cài cái đấy chưa? Chỗ Tuyên và chỗ Hiệu có bao giờ cài chưa? Chưa cài bao giờ. Cái sản phẩm nó hơi đặc thù, ít dùng. Bọn em hay triển khai Linux là nhiều đúng không? Bọn em triển khai thì một cái hàng kia bọn em dùng cài Windows chứ không? Linux có dùng không? Phải nói Linux có dùng không? Thực ra có, người ta có dùng nhưng mà ý là bọn em ít thao tác vì người ta quản trị là chính. Cài đặt ban đầu thôi đúng không? Dạ. Mình chỉ cài đặt ban đầu thôi đúng không? Vâng. Thực ra ban đầu người ta cũng cài luôn, sẵn rồi bọn em chỉ sẵn import là tới bây giờ. Yeah. Cái hàng mới bọn em cài server. Bọn cài server bọn em phải cài chứ, đúng không? Rồi, mình sẽ học tiếp nhé. Không hỏi là thì học tiếp nhé.